Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Về phương Đông, cách thế giới ta bà khoảng 10 căn và xa Phật độ. Có một cõi Phật tên là Tịnh Lâu Ly. An lành không tiếng khổ, cả một bề thanh tịnh. Không có đàn bà, cũng chẳng kẻ tà gian. Đất còn ngọc lưu ly, còn dây văng chia lối bằng thật, đâu khác nào cõi cực lạc của Tây Phương. Đức Phật nơi đây hiểu là dược sư chứng giác đạo Bồ Đề. Tỏa khắp phương trời, cứu độ chúng sanh đắm chìm trong khổ nạn, để sống cuộc đời tự tại an vui. Ngài đã phát tâm 12 bổ nguyện, giải thoát trần gian khỏi biển luân như ngọc lưu ly trong suốt ràng. Chắc khi ở thế gian Đức Phật đã trải qua vô vàn kiếp nạn, nên mới biết chúng sanh chịu nhiều thiếu thốn, sanh tử mong manh trong biển khổ luân. Chiến cảnh tối tâm, xót cho người không đầy đủ các căn, tai điếc mắt đuôi chân cẳng tật người. Tất lòng thành khấn niệm Phật dược sư, những bệnh tật kia chẳng còn lại nữa. Phát tâm thành kinh, đói trước Phật đại cầu xin giải khiết. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Chú nguyện đời sau khi chứng thành đạo quả, nếu có những ai mắc bệnh hiểm nghèo, sống cảnh nêu đơn không chốn nương nhờ, vì miếng ăn lỡ gieo nhiều nghiệp dữ,
nhàm chán cuộc đời thân nữ tạo nên. Hãy niệm thọ trì danh hiệu Phật Dược Sư, Ngài sẽ ban cho món ăn ngon là bền hoạn tâm sanh, kịp thời cứu chữa và trở thành hình tướng của nam nhân. Trần
dịp mây chỉ đến có một lần. Thế gian đã đến thời kỳ lâm nạn, nên Đức Phật Di Đà nguyện cứu chúng sinh. Trăm đắng ngàn cay ngài cam chịu riêng mình, chỉ mong chúng sinh hưởng được thái bình an lạc. Ai đã ngộ ra đâu là thiện ác, mau bước xuống thuyền vì đó chiều chuyên chót. Nhanh chân kẻo trễ người ơi, trần gian cảnh khổ đứng ngồi không yên. Đừng nên liên tiếp cửa tiền, trễ đò chuyến chót triền miên nỗi sầu. Thời gian qua nhanh như là tia chớp, cảnh cuối hạ người đã sắp hạ màn. Hãy sớm rời xa để sống cảnh an nhàn. Qua thế kỷ 20 là thời kỳ ân xá, mau sớm tu hành để gặp được cảnh Phật tiên. Nợ hồng trần oan trái triền khiên, Đức Phật từ bi mở lòng cứu thế. Thức tỉnh người ơi tu mau kẻo trễ, Đức Di Lạc đáo ta bà để mở hội long qua. Hạ ngươm nay chẳng còn xa, kính mong Phật tử trẻ già tình tu. Tu cho dệt mút mây mù, tu cho thoát cảnh ngục tù thế gian. Đường tu còn lắm gian nan, bền tâm dưỡng trí đừng than đừng buồn. Bền lòng ngộ ra thì ta còn chần chờ chi nữa, chuyến chót đò đang chờ Phật tử xa. Cõi tạm thế gian xoay chuyển bao lần, máu chảy đầy sông còn xương chất cao như núi. Nước mắt đã đông đầy cả biển rộng mênh mông. Oan trái bao giờ ta mới trả cho xong, hạ ngương mạt pháp ta hãy thành lòng hướng thiền. Cảnh khổ trần gian ngày càng nguy biến,
dịch bệnh thiên tai xoay chuyển không ngừng. Ôi biết mấy gian trung cho người nơi dương thế luôn chịu cảnh đau buồn, trong sinh tử luân hồi bao nghịch cảnh trái ngang mà người phải dương mang, chịu nhiều cảnh tóc tan nỗi thương tâm nước mắt tuôn tràn, chỉ ngàn nào biết tỏ cùng ai khách hồng trần luôn chịu đắng cay. Đò cập bến còn chần chờ chi nữa, cơ hội cho ai muốn thoát khỏi chốn luân hồi. Hãy mau thức tỉnh người ơi, ngộ kỳ nhất kiếp về nơi niết bàn. Nhanh chân cho để muộn màng, đỏ chiều chiên chót rước toàn người tu. Bao năm suối ngược hồng trần, vui buồn khổ hận bao lần đắng cay. Nương về Tam Bảo Như Lai, Quan Âm Mẹ Đồ Liên Đài ngát hương. Tháng năm phong trần thế nhân, từ sanh đắng cay bao lần, còn chánh niệm tu hành khuya sớm. Nòi gương lành quang thế âm, như ánh trăng soi đường con đi. Hiếm nghi phân trì giữa nơi không phải mờ anh đào tình. Ôi biển trăng mênh mông, bao sấm chớp mưa giông, xa lạnh nơi phiêu bồng nhẹ nhàng tâm không. Ôi Quan Thế Âm, giọt nước cành dương ban pháp màu đời con qua cầu không giải dầu từ sân coi. Thánh thoát chuông ngân tâm ngàn trầm, lời kinh diệu pháp liên hoa như màu bao la, pháp thân thành tình đông từ bi chứng tri tâm lòng. Quan Thế Âm, Mẹ Hiền ơi, con mỏi gót lãng du trong vô thường, các bụi nắng triệu tâm linh quằn vai gánh nặng, nay gặp ân sư khai ngộ pháp Di Đà. Dừng bước nghiệp yên nơi chốn ta bà, diệu pháp liên hoa phổ môn thị hiện, năng cảm chúng hữu tình rực sáng ánh bình minh. Sưởi ấm tâm hồn băng giá vô minh, bát nhã hoa khai ngàn vui trong tình.
giọt nước cành dương ngát nồng hương giác ngộ. Trời đất quá lưu ly mình ngọc sáng ngồi chùa. Quan Thế Âm từ bi ấn quá trong muôn loài, ban pháp âm hai chiều cho tai bình phước duyên trần gian. Nhân thiên đức qua cùng dường nguyện phùng thành Quan Âm từ bi. Ý vàng sư thầy hạnh từ trang nghiêm, ánh quang diêu hiền hòa trong pháp giới Quan Âm. Chân tâm lắng sâu kinh cầu, ôi nhiệm màu phố môn truyền ban. Hân hoan chứa chan thâm tình, nguyện trọn đời khắc ghi Phật nguồn. Thiên thủ ngàn tay năng đài sen đồ thế, thiên nhãn quang minh chiếu sáng lối con về. Giáo viên trí hành Bồ Đề, 12 đại nguyện thuyền về quê. Dù ai xuôi ngược ngàn phương, Quan Âm thị hiện chân thường bình an. Xin A Di Đà cứu khổ đời con. Tiền thân xa xưa làm kiếp bụi mòn, dù mình biết đời đại tu, tội tình chất đầy băng non, gây vô vàn nghiệp chướng đau. Cuối sinh A Di Đà đại từ đại bi, diệu dẫn chúng sanh thoát khỏi a tỳ, cho con thoát dòng sân si, trở về dần sáng lưu ly con cuối đầu. Thề nguyện quy y. Vào chốn thiền môn, trước chánh điện uy con chắp tay cúi đầu khấn nguyện. Nam mô Tam Bảo Như Lai, Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi xin chư Phật mười phương trên cao soi sáng, cho tâm con sớm thoát khỏi chốn mê đồ. Do kiếp xa xưa tâm trí u mờ, con đâu đã gây bao trọng nghiệp, làm khổ muôn loài bởi tánh vô minh. Chỉ nghĩ lợi mình gieo tội ác với sinh linh, tâm ích kỷ xa đà theo bản ngã. Nay trước Phật đài con phát nguyện quy y, lạy Đức
A-di-đà độ con qua bờ giải thoát. Tâm tôi ngập lặng trầm luân trong sáo nẻo ba điều. Đến lúc bỏ thân vì kiếp vô thường, bị dẫn dắt bởi ma dương theo pha, gợi lòng tham sân hận si con là người lạc lối trong đêm, chạy theo danh vọng tiền tài tình ai. Giờ nhìn lại mới thấy mình khờ dại, bị ma quân trùng trùng cuốn vào cõi u minh. Con cúi đầu kính lạy Đức Như Lai, xin ban phép lành cứu giúp đời con thoát dòng lao khổ diệt mọi tham sân si. Xin ngài mở lòng đại lượng từ bi, dìu dắt con ra khỏi chốn mê lầm, cho con từ đây trở về neo chánh. Được an trụ dưới bóng Phật đài, từ giờ cho đến ngày nhắm mắt, con quyết lòng theo lời dạy của Như Lai. Xin phát tâm thành nguyện ăn chay, giữ giới muôn quy trao sữa thân mình, kinh kệ sớm hôm theo lời Phật dạy, dọn lòng trong sạch, phát niệm từ bi thương hết muôn loài, thực hành theo lời răn dạy. Từ đây con buông xa mọi ưu phiền, tham chấp giận hờn ganh ghét hương thu, danh vọng bạc tiền của thế gian đều già. Con quyết từ đây giữ lòng thanh tịnh, khi bỏ thân này Đức Như Lai. Ngày qua ta có đủ
sen hồng để xin. Nguyện cầu cho con thoát dòng tội tình, niệm Phật hồi hướng chúng sinh, đẩy lùi nghiệp chướng vô minh. A Di Đà. Con niệm thành kinh. Ai nức nở quỳ bơ chánh điện khi chuông chùa điểm tiếng công phu. Tín nữ ơi, nguyên do nào người muốn đi tu? Vui kinh kệ già quen mùi khô hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay vẫn dương nở trần? Người đi tu vì chán mùi chung đình và cảm thấy cuộc đời là hố thẳm gành sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau, tín nữ mới toan mượn cửa an thiền để chôn lấp mạch sầu thương và phôi phong nỗi niềm đau khổ. Đấng tự bi còn nức nở nghẹn ngào. Tín nữ ơi, còn tuổi thân còn đang khổ thì lòng dạ còn nặng nở trần ai. Đây là cửa am thiền vẫn mở rộng cho người đời chung mỏ công phu. Vào chốn này không nhưng khó giữ cho bền tâm trí của một người tu. Còn đầm đi những giọt thu ban. Nam mô A Di Đà Phật. Đây cũng là một nạn nhân của lục dục thất tình. Một tâm sự trái ngang, một đoạn đời bi thảm.
tham. Tín nữ ơi, người ta thường bảo rằng thời gian là liều thuốc quý. Vậy tín nữ hãy trở về đi, hãy ráng phấn đấu để vượt qua bao nhiêu trở lực. Vì có sống trong gian khổ thì ta mới tìm ra được lẽ sống của con người. Nam mô A Di Đà Phật. Tóc chưa bạc đừng ngăn dòng nhiệt huyết, tuổi còn xuân đừng tính chuyện đi tu. Dẫu đời người tỷ như cánh phù du, nhưng còn sống ta vẫn còn tranh đấu. Sở dĩ bằng tăng đi tu đây là vì hơn 30 năm sương gió cõi trần, ai đã lỡ dở mộng công một kiếp phù sinh đã trắng nở mái đồng. Trước khi bước chân vào nơi Phật tử, bằng tăng cảm thấy mình là một chiếc lá vàng rơi. Tuổi thanh xuân không còn với một lão già tóc bạc răng long mắt mờ. Thôi thì mượn lời kinh tiếng kể để có ăn chi đôi ngã đạo và đời. Còn như tín nữ đây vốn người tuổi trẻ, gái đôi mươi đang giữa độ xuân thời. Đừng vì một phút buồn đau mà chán nản sự đời. Đâu có phải lần chuỗi bồ đề niệm kinh sám hối là dứt được dòng trần lụy thế gian. Còn mặc chiếc áo nâu sòng là còn mang ơn người đã dệt từng tấc dài. Còn đỡ lòng bằng bữa cơm dưa muối là còn nợ bát nông phu tài lắm chân bùn. Nam mô A Di Đà Phật. Đã có câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, và cũng có câu tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tín nữ trước hãy lo tu thân, rồi sau sẽ lo tu tiên tu Phật. Còn muốn nếm mùi khổ hạnh thì năm 60 năm nữa, khi mắt đã mờ không còn nhìn rõ dáng dấp muôn màu, tai đã lãng không còn nghe chuyện thị phi thiên hà, lưỡi đã tê vì tâm khổ, không còn thiết nếm những mùi mỹ vị cao lương. Chừng ấy tín nữ đến đây quy y để có gửi thân dưới bóng Phật đài. Tín nữ nên biết rằng cửa thiền
thiệt chỉ rộng mở cho những ai không bằng lòng trần lui. Bởi có câu tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha